Bên đây là chú hamster Elsa thích bỏ nhà đi chơi. Chú kiến qua nhìn bên này cho rõ. Rồi. Đổ cát vô đây nha. Do là không có caramel đâu nha mọi người. Quay clip rồi quay tự nhiên không à. Rồi, bây giờ đổ đất vô. Hú hồn ông địa luôn. Các bạn ơi, sao giờ? Đất để bên này. Đất đổ hơi bị lố rồi. Tất nhiên việc trồng đất như vậy á nó cũng hơi bị dơ, có thể tạo ra vi khuẩn á. Nhưng mà mấy con hamster này nó sống trong này tôi cũng chưa hình dung được nó sẽ như thế nào. Ở đây là thí nghiệm coi nó có bị ghẻ không, nó bị bệnh gì nữa không. Bên này nó sẽ giống như là một cái chỗ này nước. Nhà thì ở bên này đi. Rồi đất nè. Đất đây phải phủ thêm ra rồi. Rồi các bạn thấy không? Một ngôi nhà anh nông dân trên miếng đất.